Xin chào cả nhà. Số hồi ở Hải Phòng bên em lên sóng thanh lý cho các bác một đôi nồi áp suất. Đôi thân nồi áp suất nha các bác nhá. Đấy. Để các bác đun nấu bình thường thôi, còn đâu chức năng áp suất là mất rồi. Đấy, như con này là dung tích của nó là 5 lít rưỡi này các bác này. Thương hiệu Fred Cooker của Nhật xuất thị Trung Quốc được xuất sang thị trường Nhật nhá các bác nhá. Đun từ ok. Nồi inox hai đáy dày lặng tay chân còn đẹp nhá các bác nhá. Con này dung tích 5 lít rưỡi này các bác này. Đây, cho các bác mua vung luôn này. Đấy, tiếp. Con này là dung tích của nó là 5 lít nhé các bác nhé. Cả vung nồi luôn. Con này dung tích 5 lít này. Thương hiệu Doshisa Crest, hàng chuẩn Nhật luôn này. Nồi inox 2 đáy dày lặng đun từ tốt nhé các bác nhé. Đấy. Đôi này em bán cho các bác giá là 600 nghìn cả đôi này, em bao ship cho các bác nhé. 600, lấy bác nào lấy cả đôi em bao ship. Còn bác nào lấy một chiếc thì là 300 nghìn một chiếc. Vì đường kính của nó rất là to, toàn là dung tích là 5 lít và 5 lít rưỡi này các bác này. Đấy. Nồi còn đẹp, inox 2 đáy dày lặng đun từ tốt nhá các bác. Đấy, về hơi bẩn các bác vệ sinh qua em tí. Đấy. Con này dung tích 5 lít rưỡi này, con này dung tích của nó là 5 lít này. Thanh lý cho các bác cả cặp kèm vung như thế này là 600 nghìn cả cặp. Các bác lấy một đôi như này em bao ship cho các bác. Còn bác nào lấy một chiếc thì 300 nghìn cộng với tiền ship nhá các bác nhá. Cộng với 30.000 tiền ship nữa. Đấy. Bác nào lấy thì chuyển khoản cho em nhé, lên đơn ạ. Còn lại các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé các bác nhé. Đấy. Bác nào cần thì alo em, số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Đấy, cái bọn này đường kính của nó là tường là 20, tầm 23 các bác ạ. Đường kính 23, 24. Đấy. 24. Sâu của nó tầm 10, sâu của nó tầm 16 nhé các bác nhé. Tầm 16. Con này dung tích 5 lít, một con dung tích 5 lít và một con 5 dung tích 5 lít rưỡi. Các bác nào lấy thì alo em nhé, số điện thoại 0934230664. Và bọn này thì đun từ ok nhá, cực kỳ là dày luôn, hàng dày lặng. Đấy, các bác rang xào lấu thoải mái luôn ạ. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.